chú kênh Kha đó đây. Kha đó đây. Kha đó đây à. Mày coi nha. Chứ tôi lên coi nha, có con không? Có nè, nó quay nè. Mày coi nha. Mày chú ghé đây qua tìm ngày nữa. Mày đi tìm ngày nữa không ta? Dạ, coi đúng rồi. Mày nữa không? Mày chú lại nữa, tối nay chú đăng video này. Bây giờ. Chú đăng lên cái bản 6 giờ mấy coi. Kha đó đây. Bấm luôn đi mất công. Có gì đăng ký giùm chú nha. Dạ. Chú bước tôi không còn gì hết trơn luôn nè. Trời ơi nè. Tối nay 7 giờ coi nha. YouTube Kha đó đây. Kha đó đây. Tối nay 7 giờ coi nha. Kha đó đây nha. Trời ơi, không 7 giờ đăng. Bảy giờ coi nha, Kha đó đây. Đúng tay ơi, yeah. Tối nay 7 giờ. Kha đó đây. Tối nay đăng nha. Rồi. Vô luôn. Đăng ký. Kha đó đây. Nhớ đăng ký kênh họ. Đăng ký nha, subscribe chú nha. 7 giờ coi nha, 7 giờ coi nha. mấy giờ đăng để anh biết kêu bạn lên. 7 giờ tối nay đăng. 7 giờ nha. 7 giờ. Kha đó đây. Hello. Nha. Kha đó đây nha. Mấy gái đâu? Dạ có Long Xuyên. Cái gì hả, nó ghét vậy? Long Xuyên City. Long Xuyên City, yeah. Miễu Hương, Miễu Hương. Không phải là Miễu Hương Long. Miễu Hương Long. Mời kênh chú tiêu đề tiếng Anh nha. Ok. Đâu chú, đâu chú, cái nào? Kha đó đây, mày hỏi hoài. Con gái đây. Ok, cảm ơn. Chú qua YouTube. Kha đó đây. Yeah. Yeah. Con học ở đâu? Tà Lãnh hả? Trời ơi. Yeah, đúng tay. Về hả?
cái kênh Kha đó đây. Yeah. Yeah.
mini. Kênh Kha đó đây. Kha đó đây. Kha đó đây hả? Mai coi nha. Tụi con lên coi nha. Có ừ. Con không? Có nè, nó quay nè. Mai coi nha. Mai chú ghé đây quay thêm ngày nữa. Mai đi thêm ngày nữa không ta? Dạ, coi đúng rồi. Mai nữa. Mai nữa không? Mai nữa. Mai chú lại nữa, tối nay chú đăng video này.
Chú đăng lên có khoảng 6 giờ mấy coi. Kha đó đây. Đây bấm lên hơn, bấm luôn đi. Có gì đăng ký giùm chú nha. Dạ. Tại vì kênh chú là bây giờ dịch cho cái tiêu đề tiếng Anh để mình cho nước ngoài coi á. Cái gì tiêu đề tiếng Anh, phối thuốc tiếng Anh không à. Nhưng mà con bấm vô Kha đó đây là bấm à. Tối nay 7 giờ coi. Ok. Hello, bye bye con. YouTube. Kênh nào đăng ký? Kha đó đây. Nhớ đăng ký kênh họ. Đăng ký nha, subscribe chú nha. 7 giờ coi nha, 7 giờ coi nha. May
mấy giờ đăng để anh biết kêu bạn lên. 7 giờ, 7 giờ tối nay đăng. 7 giờ đi nha. 7 giờ. Kha đó đây, Kha đó đây. Kha đó đây, Kha đó đây. Hello. Chỗ cái nào á? Kha đó đây, mày hỏi hoài. Tôi thấy rồi đây. Mai hẹn gặp mấy con thêm ngày nữa nha. Chơi bữa nay à? Ủa gì hả? Hai mấy con nó giỡn. Mấy con giỡn tiền vậy hả? Ừ, dịch hình cho.